Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa một cái đèn led ông trần, hay còn gọi là đèn led downlight, là ánh sáng chiếu phía xuống nó bị hiện tượng là sáng mờ, sáng yếu ha. Thì trên tay mình á, đây là cái cục nguồn led driver của nó. Mình có một số thông số như thế này. Đây, cái công suất của nó là từ 15 đến 24W ha. Tỏ vào là 85 đến 265 volt AC, và cái ngõ ra của nó là từ 66 đến 86 volt. Cái đường điện của nó ra là 300 mA nha, cộng chiều 5%. Còn đây cái này là một cái đèn led ông trần. Cái công suất của nó là 24W ha. Cái model là MT24T. Đây, hiện tượng của nó như thế này. Đây, mình tiến hành mình cấp nguồn cho nó. Mình lấy một cái giắc đầu nối nhanh á. Mình kết nối nguồn với cái bông led driver. Các bạn quan sát thấy cái độ sáng của nó hơi sáng mờ, sáng yếu ha, nó không được sáng rõ như lúc ban đầu nữa. Cái đèn cục nguồn led driver nó còn nguyên tem nguyên siêu ha, chưa có bung, chưa tháo cậy sửa gì hết. Thì trong các video trước mình đã nói nguyên nhân chính nó làm đèn led sáng mờ sáng yếu là đa phần lớn chính là cái nguồn led driver này. Còn có một số ít đó, do chip led nè, một cái dây led bên trong cái đèn led trần này nó bị chập, bị chạm thì nó sẽ làm cho đèn led sáng mờ sáng yếu ha. Tuy nhiên cái phần trăm nó ít, còn cái phần trăm lớn nhất của nó là chính là cái bộ nguồn led driver này. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình đo điện áp trước, coi nó cái ngõ ra của nó như thế nào ha, nó thay đổi gì mà tại sao nó sẽ làm cho cái việc mà thứ nhất á, cái đèn led sáng mờ sáng yếu á, là hai nguyên nhân. Thứ nhất là nó bị tụt áp ha, cái điện áp của nó ra không đủ. Còn cái thứ hai á, nó chính là nguyên nhân là cái điện áp nó không ổn định, chính là cái led driver này. Ở đây mình tiến hành mình đo nóng luôn, mình đo được cái điện áp ngõ ra của nó ở chế độ không tải nha, có nghĩa là mình không có lắp cái đèn led ông trần này vô. Đây mình bỏ vào bên. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một cái giắc nè, để kết nối với phần output ngõ ra cái điện áp của nguồn led driver này. Đồng thời lấy cho mình một cái đầu nối nhanh ha, để mình tiến hành mình đo cái điện áp ngõ ra của cái bông led driver này. Thì nguyên nhân chính của nó chính là cái điện áp nó đã tụt giảm và điện áp của nó thay đổi, nó không ổn định. Rồi ở đây mình dùng một cái đồng hồ số, mình bật cái thang đo vol DC một chiều ha, mình đo điện áp trước. Ở đây có output ngõ ra của nó, có phần âm dương á, thì mình kết nối vào hai que đo. Que đỏ thì mình kết nối vào dây dương ha. Còn que đen á, mình kết nối dây âm để mình đo cái điện áp ngõ ra của đồng hồ. Coi cái nguồn led driver này á, nó có điện áp ngõ ra nó ổn định hay không ha. Đây là cái nguồn của nó nè. Tem mình chưa tháo luôn nha, còn nguyên tem. Rồi bắt đầu mình cấp nguồn 220V đi vào. Các bạn quan sát cho mình nè. Đó, ở đây nè. Thứ nhất cái điện áp tụt giảm, cái thứ hai là cái điện áp, chỉ số điện áp của nó nè, nó thay đổi liên tục nha. Nó tăng dần dần lên chứ nó không có bình thường á. Cái nguồn led driver của nó là cái điện áp của nó ra một mức ổn định luôn. Còn cái này nè các bạn nhìn chỉ số của nó nè.
đó, nó có tăng dần dần lên chứ nó không ổn định ha, nó càng ngày càng tăng lên ha. Như vậy là cái mình kết luận á, là cái nguồn LED driver này á, nó có vấn đề ha. Nếu mà minh chứng cho việc này á, mình sẽ lấy một cái nguồn khác mình test cho các bạn thấy đó. Nó tăng dần dần lên chứng tỏ là cái điện áp của nó không ổn định ha. Đây mình tắt nguồn đi, mình sẽ lấy một cái bo nguồn LED driver khác, mình đo cho các bạn thấy là cái điện áp ra bắt buộc nó phải ổn định trước nha. Tại vì cái nguồn này nguồn dòng lúc mình chưa kết nối á, thì đa phần cái điện áp ra nó luôn luôn nó đứng yên chứ nó không có dao động như vậy. Rồi ở trên tay mình nó cũng có một cái bo nguồn LED driver khác nha, mình cũng kết nối y hệt như vậy, mình đo cái điện áp ra. Mình kết nối cái đầu này, đầu AC 220V đi vào ha. Rồi, output ngõ ra của nó là mình kết nối với cái jack này luôn để nối vào cái đồng hồ. Đây, đây là cái cục nguồn LED driver tốt nha. Nè các bạn quan sát nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Khi mình cấp nguồn vô, cái điện áp thứ nhất á, nó không bị sụt giảm, cái thứ hai là nó ổn định luôn ha. Như cái cục nguồn LED driver này là 309V, là luôn luôn nó 309V ha, chứ nó không có tăng dần như như cái cục nguồn hư hôm nãy. Đây, cái cục nguồn LED driver này á, nó giảm từ 180 mấy V á, rồi nó tăng dần dần lên. Còn ở đây là nó luôn ổn định nè. Như vậy các bạn có thể kết luận nhanh. Các bạn nhiều khi các bạn mà muốn sửa chữa cái nguồn LED driver mà các bạn không biết nguyên nhân do một cái vỉ LED hoặc là cái bo nguồn LED driver, thì các bạn chú ý cho mình cái vấn đề này. Đó là cái cục nguồn LED driver của mình nè. Ở đây khi mà điện áp mình cấp nguồn vô, cái điện áp ở đây nó ổn định ha, nó không như cái cục nguồn LED driver này, điện áp nó luôn luôn dao động mà nó tăng dần dần lên. Ở đây mình sẽ tiến hành mình tháo cục nguồn LED driver ra. Đây là cục nguồn tốt nha. Rồi tiến hành sửa chữa, kiểm tra coi. Nói chung đây là cái bí kíp, cái mẹo để mình xác định được cái đèn LED bị sáng mờ sáng yếu là do cái cục nguồn LED driver hay là do đèn LED ha. Nói chung mình sửa gì cũng có phương pháp mà. Rồi trên đây có hai con ốc thì mình mở ra, mở quan sát cái bo nguồn LED driver coi nó có vấn đề gì không, mà nó làm cho cái đèn LED của mình nó sáng mờ sáng yếu. Ở đây mình chắc chắn á, khi mà nó bị hỏng một cái, đa phần á là nó bị hỏng một là nguồn, hai là nguồn LED driver thôi, là cái dây LED của mình á. Còn tiến hành mình tháo ra. Đây, mình lấy ra, sau khi mình tháo ốc hết ốc ra rồi. Rồi, mình lấy được cái bo nguồn LED driver ra. Để trước tiên mình quan sát nha. Trên đây nhé, AC 20V đi vào nè. Qua đây con chở cầu chì nè, 4 con diode chỉnh lưu nè, tụ lọc nguồn nè, con này con IC nguồn LED. Rồi đây là cuộn dây của nó nè. Rồi kiểm tra cái nguyên nhân tại sao mà cái bo nguồn LED driver này nó bị sáng mờ sáng yếu ha.
làm cho cái điện áp họ ra nó không ổn định á. Trước tiên á, mình cấp nguồn vô nha, mình đo cái điện áp B cộng, có nghĩa là điện áp sau chỉnh lưu á, coi nó có ổn định hay không ha. Tại vì mình nghi nguyên nhân á là nó tụ lọc nó có vấn đề, thì trên bao mạch của mình á nó sẽ có 3 con tụ. Con tụ thứ nhất của mình á là con tụ lọc nguồn sau chỉnh lưu ha, đó là nó dùng con tụ 20 400 V. Cái con tụ thứ hai nó sẽ lọc nguồn cho cái con IC này, là cái mã số của nó là S6614D, thì cũng tương tự như các IC nguồn led driver khác á, thì cái chân số 1 của nó nè là chân mát ha, rồi chân số 4 của nó là VCC cấp nguồn cho IC nguồn led driver. Còn ở đây á, chân 5, chân 6 của nó nối chung với nhau, và chân số 8 của mình á, đó là chân CS ha. Thì bên trong IC này á, tích hợp MOSFET để mà lọc nguồn cho cái con IC này á, nó sẽ có một con tụ. Tụ ở đây nó có giá trị là 22mA ha, 50V. Cái con tụ thứ ba của mình á, đó là cái con tụ có ra của mình, giá trị là 22mA luôn và 160V. Thì xuyên suốt một cái bo nguồn led driver này á, nó đều có giá trị là 22mA ha. Tụ đầu vào 22mA 400V, tụ cấp nguồn cho IC 22mA 50V và tụ output có ra 22mA 160V. Thì cái giá trên tụ này á, nó có phản ánh được điều gì? Thì như ở đây mình có là 160V đó, thì điện áp ngõ ra chắc chắn nó nằm dưới 160V ha. Tại vì khi mà 160V trở lên á, thì nó sẽ đánh thủng ở đây, nó sẽ nổ tụ, phù tụ ha. Đã tiến hành mình đo thử cái điện áp B cộng ngay, coi nó có ổn định không, rồi mình kiểm tra. Đây mình cấp nguồn vô, chỉnh về cái thang đo DC. Các bạn đo cẩn thận nha. Cái quá trình mình đo nóng á, cái đó là các bạn không chú ý là nó bị giật ha, hoặc là bị chạm, bị chập cháy nổ. Tại vì cái con IC này á, nó vẫn còn hoạt động nha. Thì do cái điện áp của nó. Đây. Nè. Hơi khó quan sát một xíu. Đó, mình đo cái điện áp sau chỉnh lưu B cộng ha. Đo được nhiêu. Rồi, giá trị của mình là 310V. Ok, sau chỉnh lưu là ok. Rồi, mình như vậy điện áp ngõ vào là đến cái khúc mà sau chỉnh lưu là ổn định nha. Thì nó sẽ thay đổi khi mà cái con IC này nè nó hoạt động, mà hoặc là cái tụ bên đây nè nó hư ha. Thì mình kiểm tra trong những video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn á, thứ nhất đây là mình xả cái tụ nguồn đó, sờ vô nó chạm điện giật đó, các bạn thấy không, nó nổ ha. Mình lấy cái tô bít á, rồi mình chạm hai cái chân của tụ cho nó xả điện ha. Ở đây nè, mình quan sát trên bo mạch đó, mình thấy cái tụ thứ nhất nè nó không bị phồng bị phù ha, ok. Rồi cái tụ thứ hai cũng tương tự, cũng khá đẹp. Đây là cái tụ thứ ba, mình kiểm quan sát coi nó có dấu hiệu gì không ha. Như vậy là cái tụ này ok luôn,
ba cái tụ 220, nhưng mà cái điện áp làm việc của nó khác nhau. Rồi, để kiểm tra tụ á, mình khuyên các bạn là thứ nhất là các bạn tháo cái tụ ra khỏi bo để mình kiểm tra mức độ nạp xả của tụ ha. Thì đối với cái mạch này á, là đến cái phần này là ok rồi, thì chỉ còn hai con tụ này thôi. Mình kiểm tra cái con tụ này trước nha. Cái con tụ AMI 160V tháo ra cho ít mở hàng luôn ha. Mình xem coi nó bị rò rỉ hay không, hoặc cái mức độ nạp xả của con tụ này như thế nào ha. Rồi ở đây mình, do cái đồng hồ của mình nó không có chức năng đo tụ á, thì mình lấy cái đồng hồ kim ha. Đây mình kiểm tra, mình vặn cái thang đo 1K trước. Rồi các bạn quan sát cho mình nè, kim nó sẽ nhích vào ha, mà nó nhích lên để nạp mà nó xả lại đây nè. Đó, mình đảo chiều nó về không rồi, ở đây có số 0 ở đây nè, là ok. Rồi như vậy là cái con tụ này tốt nha. Mình hàng lại đây, chân dương chân âm nè, mình hàng lại thôi. Thì trong các video mà mình hướng dẫn các bạn mà sửa cái nguồn mà led driver thì kiểm tra luôn cho mình, cái nhất là cái tụ á, mình không nên mình quan sát thì nhiều khi á các bạn nhìn thấy nó ok, cái tụ này không bị phù hoặc là nó không bị hư hỏng, nhưng mà thực tế là những cái tụ bị rò rỉ nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà điện áp không ổn định cho mạch nha. Ok, rồi tiếp theo đây mình kiểm tra cái con tụ thứ hai, là cái con tụ mà cấp nguồn cho con IC. Tại vì nếu mà con tụ này á nó hỏng á thì nó làm con IC hoạt động chập chờn ha. Thì từ IC hoạt động chập chờn á, nó sẽ làm thay đổi điện áp nó ra, điện áp nó ra sẽ không ổn định ha, nên nó có hiện tượng mà nó nhảy chỉ số tăng dần dần lên á. Đây mình tiến hành mình tháo con tụ ra luôn. Đây là con tụ lọc nguồn cho IC. Cái tụ nó giá trị là 22mA 50V ha, điện áp làm việc của nó. Đây nó nằm ngay chỗ sát con IC luôn ha. Đây vị trí nó. Rồi mình tiến hành mình đo mức độ nạp xả của tụ. Đây cái thang đo mình cũng chỉnh là 1kg ha, bạn nhìn nè. Đó, các bạn nhìn không, kim tự nhiên bây giờ nó lúc đầu nó dao động ít ít, mà bây giờ sau bây giờ nó qua kịch kim đó nè.
chứng tỏ là cái con tụ này nó có vấn đề ha, nó bị rò rỉ ha, đó nó dao động đến gần hết luôn. Bình thường á nó chỉ lên nhích lên một khúc thôi là nó về không, mà cái hàng này nè đó nó lên khá cao ha. Thì để mà so sánh á, mình sẽ lấy một cái con tụ khác, cái giá trị của mình là 22V 50mm luôn. Nếu mình tìm trong cái bo đây, ở đây cũng có một cái con tụ tương tự ha, giá trị là 22V 50V ha, nó nằm ngay chỗ con IC nè. Cái bo nguồn led driver này cũng có ba tụ ha, một cái tụ lọc nguồn sau chỉnh lưu nè, một cái tụ IC nè và một tụ output nó ra. Rồi để mình gỡ cái con tụ này ra, mình đo cho các bạn thấy có sự khác biệt ha. Đây là cái cũng có cái tụ 22mm 50V nè. Đó, nó nhích lên xíu nó về không luôn. Chứ nó không có như cái con tụ bị hư hôm nãy. Đó, nhích về không là cái tụ nó nạp sạc ổn định ok ha. Còn cái con tụ này á, rõ ràng nó bị rò rỉ. Đây. Con tự hư. Tụ này bị hư. Đó. Nó lên kịch kim luôn, rồi nó về. Như vậy mình chỉ cần thay cái con tụ này vô bo mạch là đây, mình tiến hành mình hàng rồi mình test thử cho các bạn thấy nha. Đây là chân chân mạch đó, nó có cái vạch mà nó đánh dấu sập sập á là cái chân âm ha. Rồi chân kia là chân dương. Mình tiến hành mình hàng cho thôi. Ok. Ok. Đó, như vậy là sau khi mình thay cái tụ 22mm 50V cho con IC này á, rồi mình ráp lại mạch ha. Mình gắn vô cái hỏa hộp rồi mình test cho các bạn thấy. Cái đầu chặn. Nói chung sửa này cũng khá dễ đó, mình để ý một xíu là mình sửa được ok. Rồi mình lấy cái đèn. Đây là cái đèn lúc đầu ha. Để mình dẹp hết cái này có màn. Rồi ok, bắt đầu mình tiến hành mình cấp nguồn nha. Đó, à, các bạn nhìn thấy không, nó sáng hơn so với lúc đầu ha, cực sáng luôn ha. Lúc đầu thì nó sẽ yếu, bây giờ nó sáng mạnh nha. Và là quá trình mình sửa xong cái đèn led downlight âm trần này đã thành công ha. Nguyên nhân là do nó bị hư con cái con tụ này nè, tụ này là nguồn IC ha. Rồi video đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.